Nguồn gốc của Joker đến bây giờ là một bí ẩn. Người ta biết rằng hắn ta là Joker và trở thành tội phạm từ rất trẻ. Một tai nạn đáng sợ biến hắn trở thành hoàng tử hề tội phạm. Niềm tin và mục đích của hắn ta chính là cuộc sống có thể thay đổi bất kỳ lúc nào theo các cơn điên loạn. Đó chính là điều thúc đẩy hắn trở thành một tên tội phạm khét tiếng tại thành phố Gotham. Hắn tin rằng cuộc sống chỉ là một trò đùa. Bằng mọi giá, hắn phải phô cái độ điên của bản thân để chứng tỏ với cả thế giới rằng trong một khoảnh khắc của đời người có thể bị thay đổi hoàn toàn. Trong tiểu sử tội phạm của hắn ta, không gì là không làm. Nhưng điều hắn ta muốn thực hiện nhất, đó chính là hoàn thành trò đùa đỉnh cao nhất của đời hắn ta. Đó chính là hủy diệt lý tưởng của Batman. Nhưng bất chấp các thủ đoạn công phu, Batman không hề bị khuất phục trước các trò đùa dai của Joker. Kể cả khi Joker đe dọa các đồng đội của Batman, thì lý tưởng của hiệp sĩ bóng đêm không thể bị lung lay. Thay vào đó, Joker bị lật kèo bởi Batman và khiến hắn ta phải đối mặt với cơn sợ hãi khủng khiếp nhất từ loại thuốc mà hắn chế tạo, khiến gậy ông đập lưng ông. Nhưng với kinh nghiệm đối mặt với chấn thương tâm lý, Joker mau chóng hồi phục và thanh tỉnh lại. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình xuất hiện tại nhà thương điên. Điều đó khiến Joker tuyệt vọng vì sợ không thể khiến thế giới cười được thêm. Nhưng điều đó thay đổi khi Joker gặp một bệnh nhân tâm thần. Khi hắn ta luôn miệng lẩm bẩm câu Athanol, Athanol. Cơn điên loạn của tên này khiến Joker tò mò và lân la làm quen, tìm hiểu xuất thân của hắn ta. Sau khi tìm hiểu được, hắn ta biết người bạn này là một nhà khoa học và hắn ta biết cách mở một cánh cổng đưa tới thế giới khác. Joker không tin vào thế giới tâm linh, nhưng hắn ta muốn một thế giới hoàn toàn khác, nơi hắn có thể lập một trật tự mới. Và như mọi lần, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh lại đầu óc, hắn đơn giản thoát khỏi nhà tù như mọi lần. Nhưng thay vì tàn phá thành phố Gotham, hắn tìm đến Athanol. Sau nhiều tháng tìm kiếm, cánh cổng cuối cùng được hắn tìm được. Cánh cổng đưa tới Athanol. Và bây giờ, ngay cả các vị thần đang cai trị thế giới đó phải đấu trí với tên hề Joker. Đây chính là tiểu sử cùng nguyên nhân tại sao Joker lại lạc trôi vào thế giới liên quân. Và chúng ta cùng chờ đón một làn sóng mới mang tên Joker, một vị tướng khả năng solo đường tuyệt vời, phù hợp với mùa giải này, sánh vai cùng Violet. Cùng chờ đón xem hắn ta mang lại điều gì bất ngờ. Let's go. Và đối thủ lần này của chúng ta chính là Ari. Vừa rồi là đấu với một vị pháp sư rồi, thì bây giờ là mình muốn đấu với một vị tướng sát thương vật lý. Và thanh niên này chọn ngay Ari thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Đấy anh em chưa? Cấu gì à? Quá khó chịu luôn. Đấy, bác ấy sát thương vật lý ra thì mình không bị gì luôn đấy. Em thấy chưa? Ok, tôi cho hồi nội tại. Thanh niên này đang định đợi cái bình máu này hồi phục, nhưng mà mình không thể cho được. Bye bye. Ôi dồi ôi, tiếc quá các bác ạ. Em tính nhầm sát thương một chút, tưởng là đủ nhưng mà xem ra chưa đủ. Không hề gì đúng không ạ? Ok, để mà tích nội tại. Đây, bộ combo rất là đẹp đúng không ạ? Tích nội tại và phang thuật thôi. Ôi giời, anh em chưa? Tôi bật chiêu 2 lên có bị làm sao đâu. Không hề gì luôn. Thoải mái. Ok, chết chắc rồi cưng ạ. Đấy, bộ combo bốc hơi rất là ghê đúng không ạ? Anh em nhớ là phải, nếu mà mình dùng chiêu cuối không thì đảm bảo là không được sát thương nhiều đâu. Nhưng mà mình kết hợp thêm cả cái nội tại của hắn ta thì quá nhiều sát thương luôn.
Ok, tôi đang đợi cái hồi cái nội tạng của tôi đây. Ok, ăn cho chắc. Nội tạng của mình hồi lâu vậy ta? Ok, thấy mình là chạy. Ngán rồi, ớn rồi. Ôi giời. Đấy anh em chưa? Không thể bị sát thương luôn. Có gì mắc đau. Anh em yên tâm về tôi, cho hắn ta cơ hội mà. Dồn ép quá lại không hay. Đấy. Vậy là hắn ta lên là chống chịu ngay lập tức. Ôi rồi ôi. Bản thân đầy chống chịu mới sợ chứ. Không có chỗ nào là không chống chịu luôn. Sợ thật. Ôi rồi ôi, bật chiêu 2 lên thì có làm gì được tôi đâu. Làm sao? Không có sát thương làm gì được nhau. Đấy anh em chưa? Gặp ngay bà Ari lên full tank để mà chơi mình. Đấy anh em chưa? Như chiêu 2 của Murad luôn đúng không ạ? Như chiêu 2 của Murad luôn. Không thể bị tấn công. Tức là không thể bị chọn mục tiêu bởi chiêu cuối. Anh em vừa thấy là tôi dùng chiêu cuối để mà né chiêu cuối của Ari rồi đấy. Nên tôi bảo là con này nó rất là có tương lai để mà. À, vừa rồi là mình đoán sai một chút, mình tưởng là thanh niên kia định vào khô kèo với mình luôn. Nhưng xem ra là không phải. Lên kiếm để mà hạ sát thanh niên này. Đấy anh em chưa? Tôi chuyên trị dùng chiêu cuối để mà hành hắn ta. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Úi rồi em lại sợ anh quá. Đấy, không thể làm gì được luôn. Ok, đợi tôi hoàn thành xong cái trang bị này là ngon ngay, thoải mái anh em ạ. Mặc dù là có phần hơi khó chịu đấy, nhưng mà chắc là tôi cố gắng vậy. Cố gắng cho anh ta câu giờ vậy. Đấy chưa, dùng chiêu cuối để mà né cái chiêu cuối của hắn ta nhưng mà bíp bíu. Lêu lêu. Đấy, lại phá chiêu cuối ngay. Ôi rồi thanh niên này bất lực. Bất lực VL luôn. Anh hiểu chưa, thanh niên định căn căn dùng chiêu cuối pha chốt nhưng mà cái chiêu cuối của tôi lại hồi chiêu rất là nhanh luôn. Thành ra thanh niên đang bất lực không biết phải làm sao. Lên đồ là toàn lên đồ chống chịu thì bắn cái gì. Ôi rồi ôi, làm gì đây, làm gì đây. Đấy, tôi bật chiêu 2 thì có làm sao đâu. Ông có chiêu cuối bằng mắt, đúng không? Vâng, chạy rất nhanh. Ok, vui đùa với thanh niên thêm một chút. Hắn ta lên tanh rồi sao đấy ạ, chạy nhanh. Thành ra tôi bắt rất khó anh em ạ. Vâng, chạy nhanh như gì luôn ấy. Hay là tôi kết thúc trận đấu này ở đây đi nhỉ. Mấy thanh niên này cứ đánh một chút lại chạy, đánh một chút lại chạy, bực hết cả mình. Ôi rồi bật chiêu 2 rồi. Anh ơi, em bật chiêu 2 rồi. Chả có thể gây sát thương được gì luôn ấy. Đúng là đáng đồng tiền bắt gạo anh em ạ. Thôi nào, ra nhanh lên, làm thêm một kèo nào. Thôi nào, ra đây. Ơ kìa. Bảo ra đây làm một kèo. Mẹ, thôi nào ra đi. Khiếp thôi. Đậu, cứ đứng ở trong đây, thằng nào chịu cho được. Ui rồi ôi, lại né. Lại né, ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Ok ok, cho thanh niên một mạng. Pha này mình hơi nhây nhưa rồi. Chứ không là xong rồi. Ok, cho thanh niên một mạng cho nó có động lực, sau đấy ạ, mình lại hấp diêm lại cho thanh niên khỏi phải lăn tăn gì luôn. Ok, cho thanh niên động lực một chút thôi, thoải mái đi. Thích thì mình bật lại ngay thôi mà, có gì đâu.
mái đi. Ok, bây giờ là thấy là giết thôi. Anh em yên tâm như vậy đi. Tìm là diệt thôi. Ok, thanh niên bây giờ mới lên mấy cái món đồ kia. Tôi lại sợ ông quá. Đấy anh em chưa? Hồi chiêu mắc nhanh. Thôi nào, muốn kết thúc trận đấu ở đây không? Ok, cho ông thời gian thêm vài hơi thở để mà hồi lại cái bộ chi thức của mình đấy. Nhường lắm rồi đấy. Ưu ái lắm rồi đấy. Ưu ái lắm rồi đấy. Ui dồi ôi. Chạy. Ui dồi ôi. Ưu ái quá cơ. Thế rồi, ôi thôi không nghịch nữa. Tôi nhường ông lắm rồi đấy. Ok, kết thúc trận đấu ở đây rồi. Không chơi đùa với thanh niên này. Yeah, vậy là tôi vừa giới thiệu xong cho anh em vị tướng đi đường rất là ổn, chuẩn bị đi đường rất là ổn, phải không ạ, Joker? Hy vọng anh em yêu thích cái vị tướng này. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.